và anh ta ăn ngon xuân sẻ. Đến trời đã nhiều năm mà anh không có được một đứa con. Một lần kia bà cùng người thân lên đền thờ, dâng lễ thường kinh và xin lỗi. Nơi đặt bỏ kia như chứa thờ tứ tế êm đi với tâm hồn cao lắng và cầu nguyện cùng đức chúa là xong em về nhà chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.